À, mời các bạn ăn trưa cùng tí nha. Đây là cái hú kho 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 tộ, đây là lòng heo kìa, có gì đâu sống nữa, tại vì mình đang ở nhà các mình à, cho nên là ăn đơn giản thôi các bạn. Quá là ngon, thì cái hú luôn mà ăn với cơm trắng là bắt cơm lắm. Đây có đá hiểm nữa nha. Quá một chút gà phóng nữa, chấm vô với nước cá nào. Ngon tuyệt vời. Thử bụng cá nữa đi. Bụng cá là phần ngon nhất con cá nha bạn. Wow. Béo lắm, béo lắm. Các bạn nhìn cục mỡ nha, cục mỡ này à, tại ăn nó ngon gì đâu luôn á. Rất là bắt cơm. Quá đã. Ngon quá bạn. Chấm vừa mới heo sống vừa mới gà. Vừa miếng cơm mà gấp miếng trái rồi nữa. Ba, đã quá. Mắc phê luôn. Cá này ớt nè. Ớt này ớt hiểm. Mình nghe nó cay vừa phải thôi chứ không cay quá. Ngon lắm. Tại nhà mình có gì mấy. Thành ra mình không có nấu cơm, tối là không có nấu canh. Nhưng mà cái này có thêm cái nồi canh chua nó là ngon hết bài luôn á.